giáo dục Hoa Kỳ được xếp vào bậc nhất nhì thế giới bởi các trường đại học danh tiếng, hệ thống các trường đại học Mỹ đa dạng và đồ sộ, với hơn 4.000 trường cao đẳng và đại học. Và hôm nay, Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn làm hồ sơ du học du lịch các nước, sẽ cùng tìm hiểu một trong các trường cao đẳng đại học Mỹ, đó là trường Đại học Dallas Bắc Tịt thuộc bang Texas, một học viện khoa học nhân văn được thành lập năm 1898 tại Dallas, Fort Worth Metroplex. Trường cung cấp chương trình từ bậc đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ, là một trường đại học lớn nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất khu vực phía Tây nước Mỹ. Trường Dallas Bắc Tịt có 7 trường trực thuộc, đó là trường kinh doanh, trường nghiên cứu về tôn giáo, trường sư phạm giáo dục, trường mỹ thuật, trường khoa học xã hội và nhân văn, trường khoa học tự nhiên và toán học. Tại Dallas Bắc Tịt, sinh viên được trang bị các kỹ năng cần thiết, suy nghĩ, học tập và thể hiện bản thân với kiến thức và sự hiểu biết về phiên Tây, thánh và các tín ngưỡng trí tuệ khác. Trường có 5.500 sinh viên theo học, trong đó có hơn 550 sinh viên quốc tế đến từ 67 quốc gia. Dallas Bắc Tịt là một trung tâm quốc tế lớn hỗ trợ sinh viên các vấn đề về học tập cũng như cuộc sống, giúp cho các sinh viên gặt hái được thành công. Và vì sao lại chọn trường Dallas Bắc Tịt để theo học? Thì trường là một trong những trường lâu đời nhất ở bang Texas, nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất khu vực phía Tây nước Mỹ. Trường Dallas Bắc Tịt được công nhận bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng phía Nam để cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Theo báo cáo từ US News được xuất bản năm 2009, thì trường đại học Dallas Bắc Tịt nằm trong danh sách những trường có chương trình thạc sĩ tốt nhất. Trường đại học Dallas Bắc Tịt tự hào được US News and World Report xếp hạng thứ 48 trong các trường đại học tốt nhất vào năm 2012. Trường học chất lượng với tỷ lệ giáo viên, học sinh là 14:1. Dallas Bắc Tịt là một trường đại học được đánh giá cao với nhiều bằng cấp cạnh tranh, có khuôn viên đẹp, trải dài 300 mẫu Anh, cách trung tâm Dallas 15 dặm và Fort Worth 29 dặm. Chương trình tiếng Anh chuyên sâu chuẩn bị cho sinh viên bước vào chương trình đại học tại Mỹ. Chương trình toàn thời gian hàng tuần do các giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm giảng dạy, bao gồm nhiều chuyến tham quan giúp cho sinh viên tìm hiểu văn hóa và trau dồi tiếng Anh. Chương trình cử nhân thì có các chuyên ngành như là kế toán, nghệ thuật, sinh học, quản trị kinh doanh, thiên chúa, khoa học máy tính, truyền thông, tiếng Anh, khoa học môi trường, tài chính, chăm sóc sức khỏe, toán, marketing, nhà hàng khách sạn, chính trị, tâm lý, thể thao, v.v. Thạc sĩ thì có MBA, quản trị thể thao, truyền thông, giáo dục, tư vấn học đường, lãnh đạo, thiên chúa, tiếng Anh, v.v. Tiến sĩ thì có về tiến sĩ giáo dục, về lãnh đạo giáo dục, nghiên cứu lãnh đạo. Về yêu cầu đầu vào, đối với cử nhân yêu cầu là tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình là 2.5, yêu cầu tiếng Anh là IELTS 5.5 và các kỹ năng là từ 5 chấm trở lên. TOEFL là 525 và TOEFL ABT là 71. Về thạc sĩ tốt nghiệp đại học với điểm trung bình là 3 chấm, IELTS là 6 chấm, các kỹ năng từ 5 chấm trở lên. TOEFL là 550, TOEFL ABT là 79. Đối với MBA, yêu cầu là tốt nghiệp đại học với điểm trung bình là 3 chấm và GMAT là 425. Về yêu cầu tiếng Anh là IELTS 6 chấm, yêu cầu các kỹ năng từ 5 chấm trở lên, TOEFL là 550 và TOEFL ABT là 79. Về học phí thì học phí của khóa cử nhân là 19.500, nhà ở và ăn uống là 7.500, bảo hiểm và sách vở là 2.000, tổng cộng cho khóa đại học là 29.000 một năm. Đối với khóa thạc sĩ thì học phí là 15.000, nhà ở và ăn uống là 7.500, bảo hiểm và sách vở là 2.000, tính ra một năm cho học sinh học chương trình thạc sĩ là 24.500. Và tiếng Anh học phí là 12.500, nhà ở và ăn uống là 7.500, bảo hiểm và sách vở là 1.000. Và chương trình một năm tiếng Anh là 21.000 đô la Mỹ một năm. Thời gian nhập học của chương trình Anh ngữ có các kỳ như là tháng 1, tháng 3, tháng 3, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12. Khai giảng các khóa chính là vào tháng 1, tháng 5 và tháng 8. Chi tiết hơn về trường, các bạn có thể liên hệ với các tư vấn viên tại địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và Mỹ là điểm đến được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm và lựa chọn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Minh Phượng để biết được cái quá trình bạn làm hồ sơ thì như thế nào nhé. Chị xin chào Minh Phượng. Em chào chị. Minh Phượng có thể giới thiệu về bản thân của em cho các bạn biết được không? Dạ. Anh xin chào các bạn, mình tên là Trần Minh Phượng và mình vừa tốt nghiệp cao đẳng tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và vừa rồi thì mình vừa có được cấp visa đi Mỹ. Tại sao em lại quyết định chọn Mỹ để làm cái điểm đến mà du học của mình vậy?
Dạ, tại vì khi mà em thấy cái chương trình học bên Việt Nam thì nó khá thụ động, và em thấy cái môi trường ở Mỹ thì nó phát triển hơn, và em cũng muốn là học tại một đất nước nó phát triển về giáo dục, kinh tế cũng như là có một cái kinh phí rất hợp lý, thì em đã chọn để đi du học Mỹ. Ở Việt Nam em đang học cái ngành tài chính ngân hàng. Dạ. Còn Mỹ thì em sẽ theo học cái chương trình gì em ha? Dạ, em tiếp tục học đại học về ngành tài chính. Em học tại trường California State University Fullerton. Trường California State University Fullerton thì có 57 năm kinh nghiệm. Nó là trường dạy về kinh tế lớn nhất miền Tây nước Mỹ, và cũng như là nó lọt vào top 10 các trường cộng đồng của đại học cộng đồng của Mỹ, và là top 50 các trường đại học phương Tây do tờ US News and World Report bình chọn vào tháng 9 năm ngoái. Và trường thì cũng thu hút là khá đông sinh viên quốc tế, đến 17.000 sinh viên mỗi năm trong tổng số là 37.000 sinh viên mỗi năm của trường. Và trường thì đào tạo rất là nhiều ngành, đến hơn 100 ngành luôn chị. Bang Cali thì nó có thời tiết thì rất là ấm áp, nó cũng không quá lạnh như là Washington hay là những bang khác, mà nó không quá nóng như là Texas. Em dự định là học xong tại Mỹ thì em sẽ quay về Việt Nam để xin vào một cái công ty tài chính lớn mang tầm cỡ quốc tế như công ty Prudential. Để cho chị hỏi là trong cái quá trình em làm hồ sơ Tân Đại Dương đó thì em có cảm nhận gì về dịch vụ của Tân Đại Dương cung cấp cho em? Dạ, thì đầu tiên là em có nghe những đứa em của em, nó cũng làm ở đây công trung tâm này, thì em thấy là tụi nó kêu với em là ở đây làm tốt lắm chị. À, tỷ lệ đậu cũng cao, thì em cũng có tìm hiểu thêm nhưng mà em quyết định là chọn Tân Đại Dương. Sau khi một thời gian mà các anh chị làm hồ sơ em thì em cảm thấy các anh chị rất là nhiệt tình, vui vẻ, có như là em thắc mắc nhiều lắm mà mấy anh chị cũng họ nhiệt tình giúp đỡ luôn, có khi họ đi họ lại mà cũng mấy anh chị cũng không bao giờ phiền gì hết, mấy anh chị lúc nào cũng vui vẻ với mình. Và đặc biệt là anh Khôi với anh Bảo anh Khôi thì những cái thắc mắc về những cái câu hỏi đi phỏng vấn của em thì anh Khôi đã trả lời và hướng dẫn tụi em, định hướng câu trả lời cho tụi em. Còn anh Bảo Anh thì giúp tụi em có một sự tự tin để vào lãnh sự quán và không bị hồi hộp cũng như lo sợ. Nếu mà có bạn bè em mà muốn đi du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu đến Tân Đại Dương, vì ở đây là quá tốt rồi. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Phượng ha. Dạ. Và chị hy vọng là sau 5 năm mình học bên Mỹ em có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ khi du học. Và còn rất là nhiều những clip chia sẻ, các bạn có thể truy cập vào website tindaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.